long giáo chúng đã chạy hết rồi. Sư muội có sao không? Tiểu muội đã bị chúng dùng phấn độc làm mù đôi mắt. Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đổ xuống thế. Trong kinh
cuộc đời trong tôi tâm buồn thảm, không còn nhìn được màu sắc cỏ hoa xưa. Với những con đường mang tên kỷ niệm, với những đêm thu phơi tóc dưới trăng ngà, chắc đại sư ca mùa thu ở đây có xanh như màu mắt và lá vàng trái nắng buổi chiều hôm, hay chỉ là một màu đen thâm u chiếu nắng nhớ cuộc đời tăm tối của vùng cấm loan. Có tiếng bước chân của ai kìa, chắc huynh phải du ca không? Du ca! Trời ơi, đôi mặt của Loan cô nương tại sao thế này, tại sao? Ân ca ơi, em đã mù rồi. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa giờ. Nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thắm tươi. Bạc đen không làm heo môi hồng, trên chuyến đò sang sông cô luôn vui đảo vợ chồng. Sầu nỉ non là trời đã chuyển mình vào há, gió bất lạnh lùng thì đã bước sang đông, chim muôn rộn rã trên cành là để đón chào chúa xuân. Không nhìn được đời em sẽ nhìn nhiều kỷ niệm, danh đi chạy chữa tận tình cho mắt em được bình thường để nhìn đời vui hơn. Kìa, Hồ Vũ đại ca, hình như người đang bị trọng thương. Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca. Giờ ông lại đừng lưu luyến, làm chi để rồi cũng phải chiều chia liền. Đời đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thì xin trái nặng lòng bằng điệu lên nhớ rằng bèo là đời ly tan. Trong cuộc hôn nhân của công tử với cô nương tôi thì không được giữ mừng chung rượu, vậy xin kính chúc hai người tròn duyên dài ngẫu bền vững tướng và hạnh phúc được vuông tròn. Còn Vũ ca, còn tôi sắp phải đi xa, xa lắm. Ông đi thiệt sao? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vậy xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ vùng cầm Loan.
mình hôn nhân. Ngoài mối tình thâm xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút chia tay, từ hôm nay và mãi đến trọn đời. Vĩnh biệt nhau rồi, xin đừng vì thương tiếc một người mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai. Vũ ca ơi, muội ở đây, Vũ ca ở đó, mà sao như xa xôi kinh trời. Giọng nói của Vũ ca đứt đàn, như giọng nói của một người sắp giả biệt cuộc đời này. Không, không, tôi vẫn bình an và sắp phải đi xa xa lắm. Cha công tử đừng nói gì, và xin hãy thương yêu Thẩm Loan trọn đời trọn kiếp. Dương Hồ Vũ, Vũ ca, chuyện gì đó? Anh ấy đã ra đi. Ra đi. Sao Vũ ca không giả tờ tiểu muội? Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa. Cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi. Lại trời cho anh ấy được bình yên, lại trời cho Vũ ca không còn đau khổ nữa. Vũ ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, tôi ta về Bạch Mã Sơn giúp kịp giờ cử hành hôm nay.